PSY chính thức tái xuất K-pop, Suga BTS làm lu mới đàn anh dù chỉ là khách mời. Hãy tạm gác Taewon Idol sang một bên vì có một sản phẩm âm nhạc khác xứng đáng để đón chờ hơn. Vào chiều nay 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam, PSY, nam ca sĩ rapper từng khuynh đảo thị trường âm nhạc toàn cầu với bản hit Gangnam Style đã chính thức comeback với sản phẩm mang tên Tatat, hợp tác cùng thành viên Suga của BTS. Đáng chú ý không chỉ là người sáng tác cho ca khúc mới của đàn anh, thành viên của BTS còn tham gia góp giọng rồi đóng cả MV, thậm chí với sự đồng hành nhiệt tình của Suga. Chủ nhân hit Gangnam Style còn đùa rằng mình cảm thấy như kiếp trước đã cứu cả đất nước khi được dịp hợp tác với anh chàng. Với giai điệu bắt tai vui tươi cùng phần vũ đạo cút tay hột mê đúng chuẩn phong cách của PSY, ca khúc đang ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng. Phần rap và khả năng sáng tác của Suga cũng khiến dân tình trầm trồ vì mỗi lần hợp tác với nghệ sĩ nào là luôn luôn đảm bảo được chất lượng riêng của họ trong từng sản phẩm. Đặc biệt việc PSY dụ được thành viên của BTS tham gia nhảy cùng cho MV cũng khiến các fan vô cùng thích thú. Liệu Tatat có phá đảo được cái bóng quá lớn của Gangnam Style hay không? Các bạn cứ xem MV rồi sẽ rõ nhé.